Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ review cây dung sinh F165. Hiện tại mình đang có sẵn màu xanh đen như hình đây. Nó có rất nhiều màu khác, màu đỏ, màu xanh, trắng, đen. Màu đỏ đen thì hết rồi. Cái này là tiêu chuẩn IMF nên tháo lắp rất là dễ. Anh em chỉ cần rút ra và lắp vào, ấn vào là được. Đây là hai cái cánh. Tay cầm của nó bằng nhựa này, có thể thay được các loại khác loại để tháo hay dễ hơn. Hai cái lỗ, một cái để gắn vào đan dương, dùng 120 độ đấy đều được. Thường thì cái nó đằng trước ấy, để dùng để tên lại sau và tên ngắn thì mình lại chuyển nó đằng sau. Hai cái đấy thì anh em có thể gắn được cả, tại chỗ dùng được cây cung. Là cánh trên và cánh dưới đều có thể gắn được. Cái lỗ này thì gắn stabilizer, nó vừa có tác dụng chống rung và giữ thăng bằng cây cung. Thì anh em chỉnh hai cái lỗ ốc đó, chỉnh vào cho cánh cung nó chuẩn vào giữa cây cung là được. Anh em nhìn rõ chưa? Đây là cái laser, toàn bộ cái laser và cái cung này khá là nặng, hơi đầm nặng, cái cung tăng ghét mà. Tiếp theo là cánh composite thôi. Thì cánh này nó cũng là F7 lớp thì nó cũng rất là đẹp, và cái độ ổn định và độ chính xác của cái cánh này rất là cao so với giá tiền nữa nhá. Dây cung thì toàn bộ là dây cung bằng PCI. Đây bằng tay hết nhá. Đây bền, anh em dùng thoải mái, 2-3 năm không phải thay. Sơ là anh em bôi sáp vào thôi. Nếu mà ngã quá thì nên thay dây mới. Còn độ bền thì khá là bền, 3 năm cũng chưa đứt đâu. Mình sẽ lắp vào cho anh em xem này. Nó có cánh upper và lower nhé. Cánh upper là cánh bên trên, lower là cánh dưới. Chỉ ấn vào là được. Cánh lower là cánh dưới. Cánh trên. Việc vào dây cung thì mình đã có video hướng dẫn rồi. Thì nó sẽ có độ to và độ nhỏ. Độ to thì anh em luồn vào cánh bên trên trước. Độ to luồn cánh trên này. Tiếp theo cố định độ nhỏ vào cái khớp. Thì có 3 cách dây dây cung chính cơ bản thì mình đã hướng dẫn rồi. Thì mình sẽ làm cái cách đầu tiên theo cái video mình hướng dẫn ở cái video trước ấy, thì nó tiện với mình. Đây đơn giản lắm, thì mất khoảng độ 3 giây là lên xong cái cung thôi. Đó, rồi cung lên xong thì anh em kéo vài cái để cho nó vào hết khớp nhé. Lưu ý là tuyệt đối không kéo thả khi không có tên nhé. Mình sẽ quay cái góc video hoàn chỉnh cho anh em xem. Video này mình quay bằng điện thoại nên nó hơi rung một chút. Thử cùng là anh em kéo ra và từ từ nhả về nhé. Không kéo thả khi không có tên. Vì lực ở cánh cung là sẽ tác động và đẩy cái tên đi. Mà khi không có tên thì nó sẽ tác động ngược lại rơi vào cánh, dẫn đến trường hợp đứt dây và gãy cánh. Đó là nguy hiểm. Anh em kéo thử lực từ từ kéo ra kéo về.
trên đây là một cây run sinh F165 cung không chưa đồ, cung này bắn cung tay hết khá là ổn định ạ, độ ổn định và chính xác của nó khá là cao. Thì giá của nó là 4.688.000 ở thời điểm hiện tại, nó sẽ chênh lệch tùy thời điểm.